yellow. So I'm gonna put like in the back. Two more for the front. And then one more. Okay. I only put it like this because then it's like even with that one over there. But yeah, we can push it back. If you think there's too much space back there, you want to be closer together, then we can push everything back a little bit. For the ones here, that one has to be forward a little bit because you told me to put it forward a little bit. Do you want this to stay here? No, that one. I need to hold it. We need to like get rid of the stuff that's behind, you know, like the stuff that we don't need. Uh-huh. We need to move them so that we can see like what we want. Okay. If it like looks fine, because sometimes if you like leave a plant back here, then it makes everything look bad. But it's not because this looks bad; it's because it planted back there. Okay, I'm gonna draw a little bit back, from yeah, it does look. Yeah, I only did it because you told me to move this one forward a little bit after I put it back a bit. And I try to make it like even with the, all of them. Nhưng mà bây giờ ý mẹ nói là bây giờ con bây giờ tại vì bây giờ mình clear out rồi đó, mình mới nhìn thấy nó rõ hơn. Bây giờ sau khi mình clear out rồi thì con nghĩ là mình nên mua nó ở lý đó được yeah, không? We could. Okay. Rồi. Tại vì mình clear out bây giờ mình mới nhìn thấy hết được, còn lúc đó this one I move a little bit back too. Mm-hmm. Right here?
cũng làm cái thằng vàng đó đi. Rồi bây giờ ở đây thì mình chỉ ren đầm thằng thôi chứ gì. Yeah. Okay, we need one more for this. What is this one? Yellow? Cái đó không biết nữa, cái đó mẹ không có biết bằng nó. What about this one? Do you want me to put this cái đó, one? Cái đó là yellow luôn đó. Còn ấy không có chơi có chỗ đó có cầm ấy không, nhưng mà không thì cho nó nằm bên đây. Có nó đủ không? Không đủ thì mình bỏ nó qua bên đây.
We need more plates, man. You can move it back there now, because okay. There's a lot of empty space here. Now you want to rotate it. Ừ, nhưng mà cái này mình đâu có cần xoay, mình chỉ đẩy cái này vô trước rồi cái gì đó mình bỏ cái này bên trong mình chỉ có xoay thôi. Không nghĩ vậy được chưa? Yeah, rồi bây giờ tới mấy cái cục gạch này, con phụ này, mấy cái cục gạch này. Bây giờ mình đỡ, con đỡ cái chậu lên, cái chậu bự đó đó. Kê ba cái con lấy xin gạch lên cái để nó lên để nó không có bị cháy không thôi.
want this to go. Bây giờ để dặn cục gạch này lên làm cục gạch trước đi. Ok rồi, bây giờ mình mới lại tới mấy cái thằng này. You have like two right here. Or you can have like, yes, if you want that too. And I mean, I'm assuming that you want it to be seen from the window. So it has to be here or there. Bây giờ cái đó đó, cái cây đó, cái chỗ này tự nhiên thấy nó trống dữ lắm. Yeah, that's what I was thinking too. Nếu mà vậy đó thì mình dời cái này xích qua bên đây một chút, rồi mình dời cái đó xích qua bên đây, cái chỗ nó xích qua đây một chút. Còn cái này á thì mình có thể mình dời cái này xích qua đây, mình để nó ngay chỗ này thì có thể nhìn thấy. There's not a lot of space for us to move it though. We only have like an extra foot. So if one extra foot isn't enough, then... Right there.
cái cây này. Put this one over here? Yeah. Yeah, that's, yeah, that's fine. Well, because this one and that one, the space between these two are a lot farther than the space between those two. But it's also because this table is here. So we, if we... But then you'd have two sticks next to each other. Two tall sticks next to each other. With this, you can fill it with this stuff. Right here. Okay, right. Yeah, we can make them like a staircase. And then... Wait, I put this that on top of the brick, or the bricks on top of that? No, this one on top of the brick. How tall do you want it? Two bricks? One brick? Well, it depends how many plants we have. If we have a lot, then we can do. No. Một cái thì chỉ hai cục mình kê nó lên thôi. Mình có 1, 2, 3, 4, mình có 5 cái hết thảy. And do you want them all here or only two of them here? Or like three of them here? Mẹ nghĩ là mình spread out nó ra, nó ở đây rồi cho nó ở bên kia nữa. And then do you want one in front of it to cover the brick? One's Namaduck and one's a little bit higher. Yeah, so which way do you want it? Do you want it just one like that, or do you want it like... Bây giờ mình chỉ làm ở đây với lại ở đó thôi, mình không có làm đằng kia. Ok, từ đằng kia nó closer rồi. Thì bây giờ mình nghĩ ở đây nè, con làm cái tầng này lên 3 cục, xong rồi tới 2 cục, rồi cái dưới 1 cục là mình làm cái này với cái này với cái này, còn một cái nữa thì cái vuông dài đó với cái đó đó mình đem nó qua bên kia. Okay. Xong rồi mình mới bắt đầu tưới. Mấy cái này bên đây giùm nha. Kêu chú bố. That mean my table look good, huh? My mom and me table. Yeah, that's a memory from mommy, okay? The table. Oh, that's nice. This one is $10. This one is $10. Good, look good. Before and after, that look okay. Look not bad. Still going on, that's good. Too low, one more. Okay.
And then one of these? Yeah. Oh wait. Where's the dishes? Get out of here. Okay. Okay. And then I'm gonna get in there, that's all. That's good. Không nghĩ anh để thêm một cục gạch nữa cho nó cao lên không? Go over there and look. Go inside and look right here. No, I know that for sure là không có thấy ở dưới đó rồi. Cái đó con chỉ cần để một cục gạch, mình nghĩ một cục gạch đủ rồi. I want to keep inside that I can see it too. Good. See, that looks so nice, Chung. And I can make the thing like that for you. I can make look like a three step. Nếu mà mua gỗ và mà đóng thì I need more higher. Yeah, I can do like that easy. Yeah, if the size like that, I can do easy. Okay. Look like table, look like ladder. What about this one? Yeah, look like ladder. Cái nó còn gạch đây nữa nè con. Nhà con lấy cái cục gạch này đi, mà chút gì ta đi làm rồi mẹ ấy lại còn không làm, có thể gạch từ sau trả lại cho nó đi thôi. Ở kia có một cục ngay chỗ cây á.